Nào, chúng ta cùng khui hộp ghế Sofabed xuất khẩu keo Home Nha Trang. Các bạn nhớ dùng chìa khóa mở chứ đừng dùng dao nha. Xin chào các bạn, keo Home quay trở lại với các bạn đây. Nội thất keo Home giới thiệu mẫu Sofabed xuất khẩu hiện tại đang rất hot hiện nay với giá 1.750.000 đồng. Vừa rồi thì mình mới mở thùng hàng ra đó. Hàng có mã code nè, tên đầy đủ, đúng là hàng xuất khẩu luôn đó nha. Bây giờ thì nội thất keo Home sẽ hướng dẫn cách lắp ráp Sofabed nha. Chúng ta cùng nhìn dưới đáy sofa có ô vuông nhỏ nhỏ nè. Bạn mở ra sẽ thấy hộp giấy trong đó. Mình bí mật các anh chồng có thể giấu quỷ đen trong đây nhé. Bây giờ thì mở hộp ra nào. Trong đây bao gồm 4 chân sofa, 1 bộ ốc vặn và tất cả chân đều làm từ inox 304 chống rỉ nha. Và trong hộp cũng có hướng dẫn nữa nè. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho bạn luôn để các bạn dễ hình dung và mình có thể tự lắp ráp ngay tại nhà được ha. Đầu tiên chúng ta cùng lắp 2 chân trước nè. Các bạn nhớ là 2 chân tròn thì ở đằng trước, còn 2 chân chéo thì ở đằng sau. Rồi, mình chỉ cần vặn là được rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp 2 chân sau. Đối với 2 chân sau chúng ta cần dùng ốc vít để cố định. Và các bạn thấy thân hình chữ L nhỏ nhỏ này không? Mình dùng để mình vặn chặt các đầu ốc vít lại đấy. Xong rồi, cuối cùng thì đã xong. Bây giờ chúng ta cùng lật lại sofa nhé. Tưng! Chất sofa dày dặn sẽ làm chiều lòng các bạn khách khó tính nhất đấy. 1.750.000 đồng. Tính ra bạn chỉ cần chi hơn 4.000 một ngày để em ấy về với gia đình bạn. Giá quá hợp lý phải không nào? Các bạn có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại dưới clip nha. Keo Home cảm ơn các bạn đã theo dõi và theo dõi Keo Home với những nội thất uy tín chất lượng sau này ha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và may mắn. Keo Home xin chào.